Hi, chào các bạn, mình là Liêm Râu nha. Chào mừng các bạn đến với vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ review chiếc R1 của Yamaha. Thì chiếc này là đời 2009. Thì những đặc điểm nhận dạng của đời 2009 đó, nó khác với cái form 2008 chiếc trước á, là cái gương cầu nó đã lồi rồi, không có còn mà kiểu mà hai cái hộp kiến nó che lại nữa. Form thì từ đó đến đời mới giờ là 25 là không đổi. 25 trở đi thì nó sẽ đổi form. Thì đặc trưng của R1 mà đời từ đời cũ cho đến đời trước 25 á là hai bô đúc đít. Thì đời 25 trở lên thì nó sẽ là một bô dắt bên phải. Thì cái đời 2009 này á nó là 998cc, 181 horsepower. Thì trọng lượng khô của nó là 177kg, khoảng đó mình cũng nhớ chính xác nữa. Bác biết chiếc này nếu mà xe zin á là đạt ngưỡng khoảng cỡ 280. Xe này nói chung là cũng lên đồ chơi khá nhiều rồi, lên đồ chơi tiền đồ chơi cũng trăm mấy rồi, full gần như là full 23, thiếu cái đồng hồ nữa thôi. Xe này á, nếu mà thông số zin của nó là đi bánh trước 120, bánh sau 190, xe này vẫn giữ được thông số zin. Và đặc trưng của R1 dòng này á, là gấp ngược, tất cả cái R1 đều gấp ngược, đó là đặc trưng để nhận dạng R1. Đó, các bạn thấy màu này đẹp không? Màu này là nói chung là tem này, bộ tem này là những anh em chuộng R1 trên thế giới đi rất là nhiều. Cái dạng form tem này nè. Chữ này thì mình không biết ý nghĩa chữ gì nên anh em hỏi mình cũng vô ích. Động cơ y như là máy V vậy đó, nên chạy tua cao nghe đã lắm. Thì những anh em không thích thì có vẻ nghe nó sợ, nhưng mà những anh em thích thì nghe nó sướng lắm, nó là kiểu y như tiếng của Ducati vậy đó. Tua cao nghe hay lắm. Đó, thì nói chung đây là một chiếc xe cũng đáng trải nghiệm. Anh em thường thường là sẽ bị cuốn hút với lại cặp mắt của nó. Nhìn cặp mắt của nó rất là đẹp. Đó, nhìn cặp mắt y như là con mèo vậy đó. Nhìn cơ giật. Cái kiểu y như là bạn nuôi một con thú dữ á, mà cầm dây nó mà không chắc là nó cơ giật vậy đó. Y như là lúc nào nó cũng muốn chạy hết á. Thực chất là gia tốc của R1 là khá là hổn, một trong những dòng đề ba rất là khủng khiếp. Thì nói chung đây là một dòng phân khúc sport 1000 đáng để trải nghiệm. Nó khác gần như là hoàn toàn đối với những cái dòng mà máy thẳng hàng còn lại, ví dụ như là CB-R1000, ZX-10, cá mập, Suzuki GTX-1000. Nói chung là nó khác, cục máy của nó, gia tốc nó rất là mạnh, và cái tiếng động cơ của nó rất là đặc trưng, nên R1 rất là được chuộng nhiều trên thế giới. Đây là một trong những chiếc xe sử dụng máy Cotland. Thì công nghệ cái máy Cotland nó là công nghệ đặc biệt, công nghệ gần như là đặc biệt của Yamaha, nên nó không có bán cái công nghệ này cho thằng nào hết, nó chỉ áp dụng qua các đời của cái hãng xe của nó thôi, nên tiếng động cơ các bạn nghe rất là sướng. Còn về nói về điểm đặc trưng á, thì R1 gần như là một cái 65 phải dò dài nha. Cái máy 65 mà lưng dài dò ngắn là leo lên bơi dữ lắm á, nhưng mình là mình cũng máy 65 mà leo lên bơi dữ lắm, chống chân nhón dữ lắm. Thì nói chung nó Yamaha nó cũng khá là cập nhật công nghệ, vì đời 2009 thôi mà nó đã có traction rồi, ABS rồi, chứ nó không như con Su của mình. Con Su của mình thì tới đời 2010 rồi mà vẫn chưa có ABS. Chỉ được có cái là con Su thì nó lại có 3 mod chạy. Nhưng mà theo mình nghĩ cái 3 mod chạy nó không quan trọng bằng cái traction đâu. Các bạn biết cái traction nó là công nghệ đồng tốc giữa hai bánh. Khi mình gặp sự cố hay là mình mất lái gì á, cái traction nó sẽ lấy lại cái vòng bánh sau bằng với cái vòng bánh trước. Nó giúp chúng ta tránh khỏi những cái pha té ngã. Thì cái công nghệ đó bây giờ là hầu như tất cả các xe đời mới đều có. Nhưng mà cái công nghệ đó nó cũng có cái điểm yếu của nó là đối với những chiếc xe yếu á, hay chồm tay lên để tắt lắm.
Thì nói chung là công nghệ mà nó có cái điểm mạnh cũng sẽ có điểm yếu, làm các baker mà gọi là cá tính xíu á thì người ta sẽ cảm thấy khó chịu và người ta hay tắt mấy cái công nghệ đó. Chẳng hạn như là BM thì nó có công nghệ chống bóp đầu, mà những người thích bóp đầu thì thường người ta sẽ tắt công nghệ đó. Công nghệ Jackson hay là chống bóp đầu gì chẳng qua nó cũng sử dụng con mắt độc chung á, là con mắt độc ABS á. Bên đây để mình quay qua cho anh em coi. Đó, nó sử dụng cái con mắt độc này để cảm biến số vòng quay giữa bánh trước và bánh sau. Khi mà nó cảm thấy mà vòng quay của bánh trước á với bánh sau mà nó không đồng tốc á, tự động nó sẽ báo về ECU. Từ đó ECU đưa ra thông điệp phản hồi lại và cân bằng giữa hai bánh. Khi vòng xoay nó cân bằng rồi là được. Và khi điểm yếu của nó là khi chúng ta bóp đầu, bánh trước không còn quay được đồng tốc với bánh sau, tự động nó sẽ khóa bánh sau lại cho quay đồng tốc, rồi lúc đó nó mới cho vận động lại bình thường. Thì đó cũng là điểm yếu của Jackson, điểm đặc trưng chứ nó yếu cũng không đúng nữa. Đó thì một số công nghệ trên R1 chỉ có vậy thôi. Còn đặc điểm của nó thì là gương, hai gương cậu lò trước nhìn rất là ngầu và hai bô đúc đích nhìn xe rất là cân bằng. Về nhận xét về dàn áo thì mình đánh giá đây là một chiếc xe về dàn áo thì được tới 8,7 điểm, nói chung là khá đẹp đối với một chiếc xe Datsun 2009. Rồi mình xin chào anh em nha. Nay vlog mình cũng chỉ để review một số chi tiết về dàn áo của R1 thôi. Máy móc và các công nghệ trên một chiếc R1 nó có là có những gì, thử nếu ok thì mua. Nhưng mà đặc biệt nếu dòng R1 ở Việt Nam á, thì nói chung là nói với R6 á, là xe nói chung là xe do di chuyển lâu năm á, nên nó cũng đã tới hạn hết rồi. Nên anh em mua xe riêng cái dòng R1, R6 thì nên cẩn thận, chứ không phải máy mua về là sửa là bệnh luôn á. Thì một thằng mà máy mạnh thì bao giờ độ bền của nó cũng không bằng những thằng như Honda hết. Chứ đừng, các bạn có đừng có đòi hỏi mà kiểu mà máy vừa mạnh vừa bền là không có đâu. Cái đó chắc qua mua xe Đức á. Chứ còn xe Nhật là thường thường mạnh nó sẽ tuổi thọ nó sẽ giảm nhanh hơn là những xe bền như là Honda. Thì anh em nên lựa chọn thích hợp với dòng xe. Nếu muốn mạnh muốn đẹp thì Yamaha, như mình nói vlog đầu tiên đó là số 1. Còn muốn bền thì nên chơi xe Honda. Thì vlog cũng tạm dừng ở đây. Chúc anh em một buổi sáng vui vẻ nha. Rồi, Liên Cao xin chào anh em.